Đăng ảnh bao lần chưa bao giờ hot boy mặt rắn khiến dân mạng kinh hãi đến thế này. Liệu bạn có nhận ra được đây chính là chân dung của hot boy mặt rắn sau khi anh chàng xuất hiện trong một loạt ảnh mới nhất trên trang fanpage của mình không? Lưu Tử Thần sinh năm 1996, từng là cái tên nổi tiếng trong cộng đồng mạng Trung Quốc. Đến giờ, dù đã nổi được một thời gian nhưng anh vẫn giữ được độ hot vì những bức ảnh chẳng giống ai của mình. Loạt ảnh gần đây nhất trên trang cá nhân của hot boy mặt rắn khiến dân tình sốn sang vì không thể nhận ra nổi đây là anh chàng tai tiếng ngày nào. Ánh mắt vô hồn như sắp rơi trong mắt ra ngoài, khuôn mặt kỳ dị như một cư dân từ trên sao Hỏa di cư xuống trái đất. Thậm chí nhiều người cảm thấy ám ảnh vì lòng đen trong mắt của Lưu Tử Thần chỉ nhỏ bằng hạt đậu, trong khi con mắt thì choáng lấp hết cả khuôn mặt. Nhiều người cho rằng cuối cùng hot boy mặt rắn đã bị hỏng toàn bộ khuôn mặt vì nghiện phẫu thuật thẩm mỹ. Đây là cái kết đầy chết chóc của anh chàng hay khoe khoang. Làm sao có thể ngủ nổi nếu ban tối đã chót nhìn vào khuôn mặt ma mị đầy ám khí này, một cư dân mạng Trung Quốc bình luận trên bức ảnh của Lưu Tử Thần. Đây là một bức hình hoàn toàn khác trên trang fanpage của Tử Thần. Anh chàng này có vẻ dung mạo thay đổi như cốc cà phê sữa, khoái cái là ra hình dung khác ngay. Tuy nhiên, không như nhiều người lầm tưởng, thật chất Lưu Tử Thần chỉ đang lạm dụng quá đà việc chỉnh sửa hình ảnh, khiến mặt mũi bị biến dạng,